tại tokyo một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới nhiều chủ cho thuê đang khá lạc quan vì khả năng giá cho thuê văn phòng sẽ còn tiếp tục tăng do nguồn cung mới tại thị trường này đang hạn chế theo báo cáo mới nhất được hãng Cushman Wakefield công bố tại Tokyo, nguồn cung văn phòng đang hạn chế, hiện các chủ tòa nhà vẫn đang khá lạc quan về giá thuê mà họ có thể đạt được. Số liệu từ Sanko Estate cho thấy, từ đến tháng 9 năm 2016, tỷ lệ diện tích trống trong khu vực Marunouchi, Otemachi hiện chỉ 1,29% đối với các tài sản lớn. Nguồn cung mới duy nhất trong khu vực này trong năm nay là Otemachi Financial City Grand Q, gần như đã được lắp đầy khi mới được mở cửa. Hãng Cushman Wakefield cũng nhận định hiện nhu cầu đang vượt quá cung và dự báo giá thuê có thể sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần do áp lực nhu cầu cao. Khu trung tâm Tokyo CBD được hiểu bao gồm năm khu vực trung tâm: Chiyoda, Chuo, Minato, Shinjuku và Shibuya. Năm khu vực này có tổng cộng hơn 24 triệu mét vuông không gian văn phòng, khoảng 42% trong số đó được coi là hạng A. Đa số các bất động sản văn phòng chính của Tokyo nằm tại các khu vực này, tập trung chính ở Chiyoda và Minato. Những khu vực này có thể tiếp tục chia thành các quận văn phòng chính, có uy tín nhất trong số đó là thị trường Marunouchi, Otemachi khu vực Marunouchi Otemachi đã liên tục chiếm vị trí hàng đầu và là địa điểm của các tài sản văn phòng trọng yếu của Tokyo kể từ khi tòa nhà văn phòng đầu tiên được xây dựng ở Tokyo. Hiện có hơn 4.000 công ty đặt văn phòng ở đây.